Mới bật thì anh em khi em anh em này đang đi em ghép cặp này, nhưng mà hôm nay thì về được một cặp BMB. Dòng này là dòng loa hát đấy, nhưng mà nó là một cái dòng loa hát gia đình rất là gấu. Đôi này công suất chịu tải của em này là 1000W, 500W một chiếc. Đây là hàng bãi, có mỗi đôi thôi, để cho các bác giá hợp lý thôi, 5,5 triệu. Bình thường cặp này phải tầm 6,5 đồng cộng trừ. Đấy, để cho các bác 5,5 đồng thôi nhá. Made in China thì nó mới hàng xịn. Mà 850C mà lại made in Japan thì không được, nó phải made in China nhé các bác nhé. Bởi vì đây là hãng BMW của Nhật, người ta đặt nhà máy tại Trung Quốc, người ta sản xuất. Và đây nó là hàng bãi. Hàng bãi chứ không phải hàng mới. Hàng bãi. Đấy. Cặp này hát karaoke rất hay. Một cặp này thì anh em chơi phòng khoảng tầm độ 25-30m anh em hát rất tốt. Sử dụng mà một loa bát, hai chung và hai tép. Đấy. Tiếng rất hay. Em có mỗi một đôi thôi, anh em nào lấy thì alo trực tiếp cho bên em nhé. Giá sale rất là hợp lý rồi. Tiếng rất hay. Dòng này các bác về hát các bác nên treo. Các bác nên treo kiểu như em này, treo như này cũng được. Hoặc là treo để giá kiểu như kia cũng được. Đấy, các bác nên làm như vậy. Đấy, đôi này để cho bác 5,5 triệu. Còn B3 trứng nhỏ em về mấy quả, hơn 3 triệu một quả này. Còn em kia B3 to thì khoảng hơn 5 triệu một quả. À hơn 5 triệu một đôi. Cái này cũng là hơn 3 triệu một đôi. Tức là chia trung bình hơn 1 triệu một quả thôi. Đấy, cặp này thì 5,5 triệu nhé. Giảm giá cho các bác. 77FX cũng giảm giá cho quá, chưa đến 12 triệu, 11,8 một đôi, đẹp xuất sắc luôn. Nhá, hàng đẹp nhé, anh em chơi hàng bãi thì giá một phần thôi, nhưng mà quan trọng là hàng và chất. Được chưa ạ? Ok nhé. Rồi, xin chào, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.